Ok, chào các bạn ha. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề có liên quan đến vũ trụ, rồi hệ mặt trời và các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Nhất là chúng ta nói về vũ trụ. Thì như các bạn đã biết thì vũ trụ là một cái khoảng không gian vô tận chứa hàng trăm tỷ thiên hà. Thiên hà là một tập hợp có rất nhiều thiên thể khí bụi khổng lồ và trong đó chứa các ngôi sao. Và cái thiên hà mà chứa hệ mặt trời thì chúng ta gọi là dải ngân hà, để phân biệt với hàng trăm tỷ thiên hà khác trong cái vũ trụ rộng lớn bao la. Thì như bạn đã biết là trái đất cùng với hệ mặt trời chúng ta di chuyển trong vũ trụ với tốc độ là khoảng 900.000 km/h. Và để đi trọn một vòng quanh dải ngân hà thì cần mất thời gian là 240 triệu năm. Thì nói như vậy chúng ta biết là cái vũ trụ nó rộng lớn đến mức độ như thế nào mà chúng ta không thể nào chúng ta biết được. Rồi thứ hai là nói về hệ mặt trời. Thì hệ mặt trời là một tập hợp rất nhiều thiên thể nằm trong dải ngân hà, gồm có mặt trời ở trung tâm, rồi 8 hành tinh quay xung quanh mặt trời, rồi cùng với các tiểu hành tinh, rồi vệ tinh, sao chổi, thiên thạch và các cái đám bụi khí vân vân. Thì 8 hành tinh mà quay xung quanh mặt trời đó thì nó gồm có các hành tinh như sau. Thứ nhất là thủy tinh. Đây là hành tinh gần mặt trời nhất, chỉ cách mặt trời là khoảng 0,39 đơn vị thiên văn. Thủy tinh thì nhỏ hơn trái đất, đường kính bằng 0,38 đường kính trái đất. Chu kỳ quay quanh mặt trời của nó bằng 88 ngày ngày trên trái đất. Còn chu kỳ quay quanh trục bằng 59 ngày, chúng ta cũng tính ngày trên trái đất luôn. Thủy tinh thì không có vệ tinh. Thứ hai là kim tinh. Đây là hành tinh thứ hai trong hệ mặt trời, cách xa mặt trời khoảng 0,7 đơn vị thiên văn. Kim tinh là hành tinh gần trái đất nhất và cũng có kích thước tương tự như trái đất. Chu kỳ quay quanh mặt trời của kim tinh bằng 225 ngày, chúng ta tính ngày trên trái đất. Nhưng chu kỳ quay quanh trục của nó lại dài tới 243 ngày, là chúng ta cũng tính cái ngày giống như là ngày trên trái đất chúng ta. Kim tinh thì không có vệ tinh. Nó cũng thường xuất hiện trên bầu trời vào mùa hạ và buổi chiều và buổi sáng với các tên gọi quen thuộc là sao hôm, sao mai. Thứ ba là trái đất của chúng ta, thì trái đất chi tiết trong một cái video tiếp theo. Thứ tư là hỏa tinh. Thì hỏa tinh là hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời, cách xa mặt trời 1,52 đơn vị thiên văn. Hỏa tinh là một hành tinh nhỏ thuộc nhóm trái đất, đường kính của nó chỉ bằng 0,52 đường kính trái đất. Chu kỳ quay quanh mặt trời của sao hỏa bằng 687 ngày, ngày trên trái đất. Chu kỳ quay quanh trục bằng 25 giờ, và chúng ta cũng tính giờ trên trái đất. Sao hỏa có hai vệ tinh. Tiếp theo là mộc tinh. Đây là hành tinh thứ năm trong hệ mặt trời, cách xa mặt trời 5,2 đơn vị thiên văn. Mộc tinh là hành tinh lớn nhất trong số 8 hành tinh quay quanh mặt trời, đường kính của nó bằng 11,27 lần đường kính trái đất. Chu kỳ quay quanh mặt trời của mộc tinh dài 12 năm nằm trên trái đất, còn chu kỳ quay quanh trục của nó chỉ bằng 10 giờ trên trái đất. Mộc tinh có 16 vệ tinh. Tiếp theo là thổ tinh. Đây là hành tinh thứ 6 trong hệ mặt trời, cách mặt trời 9,54 đơn vị thiên văn. Đường kính của thổ tinh lớn hơn đường kính của trái đất 9,44 lần. Chu kỳ quay quanh mặt trời của thổ tinh dài 29 năm nằm trên trái đất, còn chu kỳ tự quay quanh trục thì có 10 giờ trên trái đất. Sao thổ có 18 vệ tinh. Tiếp tục là thiên vương tinh. Đây là hành tinh thứ 7 trong hệ mặt trời, cách xa mặt trời 19,18 đơn vị thiên văn. Đường kính của thiên vương tinh lớn hơn đường kính trái đất gấp 4,1 lần. Chu kỳ chuyển động của nó quanh mặt trời là bằng 84 năm nằm trên trái đất, còn chu kỳ chuyển động quanh trục chỉ bằng 16 giờ trên trái đất. Thiên vương tinh có 15 vệ tinh. Hải vương tinh là hành tinh thứ 8 trong hệ mặt trời, cách xa mặt trời 30 đơn vị thiên văn. Đường kính của hải vương tinh lớn hơn đường kính trái đất gấp 3,88 lần. Chu kỳ quay một vòng quanh mặt trời của nó mất 165 năm nằm trên trái đất, còn chu kỳ quay quanh trục bằng 18 giờ trên trái đất. Hiện nay người ta đã phát hiện được 8 vệ tinh của hải vương tinh. Thì tiếp theo sau đây mời mọi người xem một số cái video ngắn mà mô phỏng cái quá trình diễn động quay xung quanh mặt trời của các cái hành tinh mà tôi sưu tầm được. Xin mời mọi người cùng theo dõi nha.